À, rung lên đất luôn. Hiệu cho cái anh trên trước mũi này. Cuối cùng bên kia đó rồi, nhảy xuống kia rồi.
thứ gì chịu nổi. Đây cái động cơ đó ảnh đây, động cơ quá trời động cơ, không biết này máy gì nữa. Hết rồi anh ta, bè này em lóng rồi đó, hết rồi anh Minh. Hai lóng rồi hả? Bên này nghỉ nha, mẹ kia không? Nghỉ rồi anh. Hết bên này nghỉ hả? Chạy vô trong rồi. Qua thì sẽ lóng gỗ rồi. Có luôn không?
đây giờ đổi qua nằm bên kia. Wow, giặt 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 cái ghe ghê quá bà ơi. Đó, giờ nằm bên bển rồi. Wow, lóng ghe bự rồi. Bị kẹt đây, bị kẹt dây rồi. Qua chiếc này ở dưới mũi ốp đi đốc rồi, ốp đi đốc ốp nhôm nhiều bạn thấy ghê luôn. Bị kẹt cái mối dây bạn thấy ghê không? Đem ra ngoài góc á, đem qua đầu ngoài, anh buộc đầu ngoài anh nhóng mình ủi vô thêm. Rồi. Giờ mình trục lên. Quá dữ. Tới trong bờ luôn.